Cảm ơn hai anh. Hai anh mua thuốc cho em uống, đêm nay em ngủ ngon. Sau gần 30 năm, đứa con trai của bà lão gánh chè đã có một giấc ngủ ngon. Và đêm đầu tiên sau khi uống những viên thuốc mà tụi mình mang đến, anh bỗng dưng hiền lại, trí nhớ bắt đầu có dấu hiệu minh mẫn và mọi thứ đang dần dần được khôi phục. Quả thật thì đêm qua là một đêm mà đối với bản thân tụi mình vô cùng lo lắng khi cho anh uống những viên thuốc để phục hồi lại tâm trí. Và quả thật bất ngờ là hôm nay anh đã có thể ăn uống một cách rất ngon lành, vui vẻ và khác với mọi khi, không còn kích động. Và hôm nay thì bà cụ gánh chè đã rất là vui mừng. Và mời mọi người cùng xem những cái biểu hiện đầu tiên mà anh Ý đang dần dần phục hồi. Đêm hôm nay bà Bảy ngủ ngon không? Ngủ không ngon, mừng quá. Ảnh không có quậy, giống như là đêm hôm ảnh ngủ, anh Ý thì ảnh ngủ ngon rồi. Bà Bảy mừng quá không ngủ luôn. Không ngủ. Sáng nay anh Ý chuẩn bị ăn chưa bà Bảy? Chuẩn bị, chị Ba nó mua cho nó ăn. À, chị Ba mua cho anh Ý ăn ha. Còn bà Bảy sáng ăn gì chưa? Chưa có ăn, lát nữa nó cũng mua đồ, nó gửi gì, nó đem gì. À, anh Ý đang ăn rồi chứ. Ăn không cảm ơn hay ăn gì chơi hả? Ăn gì? Không. À, anh Ý hay quá. Anh Ý ăn cái đó là cái gì anh Ý biết không? Bún riêu. Bún riêu này biết ai mua cho anh không? Chị Ba. Chị Ba mua hả? Hôm qua ngủ ngon nóng. Không anh Ý? Hôm qua ngủ ngon không? Ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng mấy giờ anh mới thức? Không biết nữa. Thôi để cho anh ăn chút đi ha. Mình hỏi chị Ba thử đi. Thì đêm hôm á là bắt đầu ảnh ngủ rồi, trong cái giờ khuya đó ảnh có thức không chị Ba? Không cưng. Ảnh ngủ luôn tới mấy giờ? Ngủ hồi nãy chị về gần 6 giờ chị mới kêu vậy đó. À, gần 6 giờ kêu ảnh thức là ảnh thức. Chị kêu vậy ảnh rửa mặt đi rồi chị đi mua đồ cho ăn. Rồi nhưng vậy. Em hỏi thật ha, giống như cũng như là cái đêm hôm á, ăn cái thuốc này á cho anh Ý uống á, thì trong cái đêm hôm chị ngủ, chị trước khi vào giấc ngủ chị có lo lắng gì không? Chị thấy ngủ bình thường thôi, chị không mừng lắm hai cháu ơi. Ngủ bình thường thôi. Ngủ bình thường mừng dữ lắm. Bình thường mừng dữ lắm chứ thường khi ha. Nó vô nó ngủ chút xíu cỡ 8 giờ nó kêu chị. Dạ. Vậy cho uống nước vậy này kia nọ mà đêm nay là nó không có kêu. Dạ. Chị thấy nó ngủ ngon là chị mừng dữ lắm. Rồi sáng nay mà cái dấu hiệu ảnh vừa thức chị á, ảnh có cái dấu hiệu gì lạ so với mọi bữa không? Không, cái nó bình thường đó. Cái gương mặt nó bình thường vậy đó. À, chị mừng dữ lắm đó, nó uống thuốc này là nó chịu đó. Là anh chịu ngủ thẳng giấc. À, cái thường khi mà nó ngủ chiều mà cỡ 6 giờ nó ngủ nha. À, cỡ 8 giờ, 9 giờ là nó dậy, nó kêu uống nước, rồi nó kêu đòi ăn, hoặc là nó đòi đi tiêu, đi tiểu là nó kêu. Còn đêm nay nó ngủ luôn cho tới 5 giờ mấy là chị về nãy đó, chị kêu nó vậy. Trong cái ngày hôm qua là chị Ba có nói là cái buổi sáng là ảnh có quậy một có chút. Có quậy đó. Ừ, buổi sáng hôm qua là nó quậy ở nhà, nó quậy mẹ đó, là nó cởi đồ, nó giục đó, nó la đó. À, rồi đêm nay là ngủ không có thức. À, trước khi cái buổi sáng hôm qua là buổi tối hôm kia là anh không có ngủ hay sao chị Ba? À, tối hôm kia là không có ngủ, nó thức cởi. Một lát là chị nghe nó lục lục dưới này nè, nó có nước, nó uống lát rồi lát nó kêu vậy đó. À, hôm nay là thấy tỉnh lắm đó. Anh Ý ăn rất là nhanh luôn á. Chịu món nào ăn là ăn vậy đó, còn không chịu ăn là thôi. Sáng ảnh ăn mình có hỏi Ý ảnh ăn gì không chị Ba? Tự chị mua hả? Bữa nay chị mua này, mai chị mua kia vậy đó. Dạ. Tự mua. Còn thường khi mà lần ở nhà mẹ phải cho ăn cơm không à. Sáng chị đi chị nấu cơm cho ăn vậy đó, nấu cơm để sẵn đó. Cái nó nói bây giờ ăn không nổi cơm. Nói với cháu thương. Dạ. Khi nào có tiền thì mua cho tô 15.000, còn không tiền mua 10.000 rồi về với cơm thêm cũng chịu ăn nữa. Cách ăn của anh Ý mình giống như nhìn ảnh ăn thấy tội quá ha. Vô tư đó tôi thấy không? Ai nhìn không cần thiết ha. Không quan tâm là ở đây các khách. Ừ, không quan tâm ai chứ. Nhưng mình bé à. Ừ, biết đói là biết ăn uống vậy thôi. Đây mà bà Bảy mà thấy cái hình ảnh này chắc bà thương con lắm á. Thường với cháu nghe không? Cái chỗ khô thì con nằm, còn cái chỗ ướt thì để mẹ nằm.
mẹ lúc nào cũng phải thương con, cái gì cũng nhường nhịn cho con hết, dầu cho có đói khổ gì cũng nhường cho con cho nó no, thà là để mẹ đói. Bà Bảy trong lúc mà anh Ý đang ăn á thì bà có nói một câu đó là chỗ nào khô á thì dành cho con, chỗ nào ướt thì dành cho mẹ. Vì sao theo bà luôn luôn quan niệm như vậy? Tại vì tôi đi chùa tôi có thấy cái bộ kinh đó. Tôi ở đây tôi đi chùa dữ lắm, tại vì trong mắt tôi không thấy đường tôi đi chùa chứ. Ở không qua bên mình con quả rồi tối cái đi tụng kinh cho tới 7 giờ. Mà hồi đó đó thì ngồi đọc kinh, bây giờ không thấy đường mấy năm nay ngồi đấm cái chuông. Đấm cái chuông đó, chuông lớn vậy nè, có cây đấm vậy nè. Rồi chừng 2-3 năm nay không có đi được, hết thấy rồi. Ở gần chùa, đi chùa. Đi bằng công quả ban ngày rồi ban đêm đi qua bỉnh lại Phật. Hồi nãy bà Bảy có nói một cái câu con nhớ như in á, có nghĩa là hôm nào không có tiền á thì ra kêu người ta mua cái tô 10.000 rồi về cơm. Là độn cơm và ăn. Cũng ăn chứ không có chê. Có khi nào thấy đồ ăn ít quá cái nó má ơi sao lấy đồ ăn ít không? Không dám nói, vì mình cũng biết ý nữa rồi. Nếu nó ăn nhiều thì không đủ tiêu chuẩn của nó, mình bới thêm cơm vô nó ăn. Rồi cũng nói với cái cô bán, nếu cô bán thường thường thì 15.000 tô thì con cũng đừng buồn, để rồi khi nào nó có tiền nhiều thì ăn nhiều, sống theo cái chế độ của mình, chứ không nói bây giờ tôi không tiền tôi mua 15.000, tôi thiếu 5.000, không có. Có nhiêu mua nhiêu. Tay của bà Bảy bị tê hay sao con thấy bà Bảy bóp liên tục vậy? Không tê không, mà điều đó nó cũng hơi rần vậy thôi. Nó bị sao, nó bị sao bà Bảy? Nó làm chi nó rần vậy đó. Nó nhức á hả? Nó không có nhức, nó rần như muốn tê vậy đó. Còn bà bóp liên tục à? Còn tôi khịch đó là nó mệt, hai cái lỗ tai nó lùng bùng rồi nói chuyện chút xíu kia vậy. Khịch một cái mới chịu không được. Tụi con thì cố gắng làm sao á cho anh Lý uống thuốc khỏe sớm. Dạ. Để bà Bảy á còn sức khỏe, bà còn chứng kiến được cái sự thay đổi của con mình. Dạ. Con cũng mong là một mai gì đó. Dạ, anh ra đây anh nằm cái phẳng này, cái chỗ mà cha anh là từng nằm. Đó, không còn ở trong đó nữa. Mấy cháu nói thì bà Bảy cảm ơn lắm, nhưng mà chắc không dám cho ra. Miệng ở đó no đầy đủ sao được rồi. Ra hôm trước nó đốt đường người ta, nó quấn người ta. Rồi nó chạy xe cộ qua lộ, ví dụ nó chết cái của nó thì nó yên thân nó đâu rồi sợ người ta tội nghiệp cho người ta. Đó. Thì bây giờ mấy cháu thấy nó ở như vậy mà mấy cháu giúp đỡ cho bà Bảy có số tiền cho nó ăn đầy đủ rồi được rồi. Dạ, con cũng mong muốn như vậy. Dạ. Thôi thì cô chị Ba cứ ra chợ bán đi, rồi em ở đây em chơi tí rồi em về. Cho Bảy qua đây ngồi nói chuyện một tí trên. Chị ấy rồi hầu chị gửi mấy bà nó được. Sợ bán sáng chị ở đây kia bán ế. Không có, chị gửi mấy bà bán được. Ở đó bà cũng thương chị lắm. No chưa anh Lý? Rồi bây giờ hỏi thăm anh Lý nè. Anh Lý ơi. Dạ. Sáng nay thì chị mua cho anh cái đôi dép mới. Thấy êm không? Mang được không? Được. Được ha. Em hỏi anh một tí. Anh nhìn mặt em nè. Sát qua đây, sát qua đây, sát qua đây, sát qua đây. Chết trời con. Anh nhớ tên em không? Tên Phong. Đó. Còn cái anh này, cái anh đứng bên này. Em là. Đó. Anh gì? Anh là. Dạ. Bà Bảy, bà hỏi thăm thử sức khỏe của anh Lý như sao ơi? Đêm nay con ngủ ngon không con? Ừ. Cảm ơn hai anh đi giúp cho em mua thuốc cho uống đó. Giúp cho em mua thuốc cho em uống, đêm nay em ngủ ngon. Nói đi con. Dạ. Nói cảm ơn hai anh. Cảm ơn hai anh. Hai anh mua thuốc cho em uống, đêm nay em ngủ ngon. Mua thuốc cho uống đêm nay em ngủ ngon. Nói cho đàng hoàng chứ. Nói rồi phải phanh tay chứ, nói rồi buông tay sẽ được. Nói rồi sao? Hai cái tay nó không có ra để yên được. Đừng có ép ảnh làm mấy cái đó gì kia anh. Hai cái tay nó không để yên được nó. Bây giờ nè em hỏi nè. Biết tại sao anh ở trong này không? Không. Biết tại sao không ra ngoài đường không? Dạ.
Biết tại sao ở trong trong nhà không? Không ra ngoài đường không? Không. Chừng nào hết bệnh ra. Được không? Dạ. Hết bệnh chưa? Hết rồi. Hết rồi. Chừng nào hết hẳn á, bây giờ nó vẫn còn một xíu xíu ha. Dạ. Bây giờ sáng đi là thấy khỏe ha, không có. Không có, chuyện này bắt đầu làm rồi. Bình thường là giờ này là căng thẳng lắm ha bà bảy. Bữa thì căng, bữa không được, không căng nói cho ngay đó. Ừ. Nó không biết đó giờ nào là chị ba có lưu lại hình ảnh nào của anh Lý quậy phá không? Thì chị nhớ trong đầu vậy đó, khi hồi lúc ở nhà còn nhà lá đó, cái nó mới phát bệnh đó, chị đứng gì chụm củi vậy nè. Cái là nó quýnh vậy, nó xô chị vô trong cái lửa luôn vậy đó. Rồi chị biết chạy thôi với em mình, nó bệnh mà. Khi nó lên cơn rồi mình nó đâu biết mình là ai đâu. Rồi gần đây mình có lưu lại hình ảnh gì của anh không? Chụp hình lại gì không? Không, không, chị không chụp hình. À, mọi người thấy anh thật sự rất là hiền, nói chuyện lễ phép nữa, nói chuyện là già già, thưa thưa không à. Nói chung là tại vì bây giờ mua bán nó cạn kiệt quá đi, nó khó khăn quá, thành ra mới là tìm cách để kiếm mấy cháu giúp đỡ giùm cho mẹ con của bà Bảy, chứ còn mấy chục năm rồi cũng đâu có biết cái vụ này. Mà nếu mà như năm nay mà mua bán như vậy là cũng không có làm cái này được, không có làm này nổi đâu. Cái này làm lâu rồi đúng không bà Bảy? Lâu rồi đó. Hôm qua con có nghe bà Bảy, chị ba nói là ảnh bị tiểu đường đó, là mình đi khám ảnh hồi nào vậy? Hồi nó bị nổ ruột thừa. Nổ ruột thừa. Là bị tiểu đường tới bây giờ luôn. Là mình không có uống thuốc điều trị bên tiểu đường luôn hả chị ba? Tại vì chạm nó đâu có khám gì mình đâu, nó chỉ đưa thuốc vậy thôi hả? Dạ. Yeah. Tới bán thì mình giữ lãnh vậy thôi, chứ nó đâu có đưa thuốc gì khác hả? Còn ví dụ nó cảm, sổ mũi hay nó bệnh gì thì chị mua thuốc bên ngoài cho uống thêm. Còn thuốc đó thì chỉ uống đi cho nó ngủ, rồi có đêm đâu có ngủ đâu. Ảnh ở trong này ngoài cái bệnh thần kinh ra thì ảnh có những cái bệnh mà bình thường giống như là sốt, nóng lạnh gì nguy hiểm không không chị ba? Trời ơi, hôm dịch kìa. Hôm dịch kìa. Hôm dịch bị gì? Dữ lắm, vừa đồ ăn vô em không ăn đâu chị ơi, ăn không được. Là lúc đó ảnh giống như là bị dính Covid đó hả à. Rồi. Mà ảnh ở trong đây, ảnh ở trong đây không thì sao mà chị bị đi bán. Bán. Chị đi bán. Rồi đâu có cho con này bán đâu. Nó năn nỉ người ta, nó nói bây giờ gia đình của con của em khổ quá đi. Bây giờ nhờ quản lý chợ rồi để cho em bán, chứ người ta đâu có cho bán rồi. Ví dụ đi chợ mấy người đi mua giùm người này người kia đó, rồi nó cũng lén nó bán lại. Rồi bán chút xíu cái gì cái nấu cháo cho mẹ ăn, nấu xong cho mẹ, rồi thằng này uống thuốc. Mỗi lần á dịch đó thì nó ở đây, rồi bà cách ly trong cái phòng đó, rồi mua đồ về cho nó ăn nó không ăn không nổi không được, cái là biết nó rồi đó. Yeah. Rồi đêm hôm này bà Bảy ngủ ngon không? Ngủ không ngon, mừng quá. Ảnh không có quậy giống như là đêm hôm ảnh ngủ, anh ý thì ảnh ngủ ngon rồi. À. Bà Bảy mừng quá không ngủ luôn. Không ngủ. Sao mà ví dụ ảnh ngủ thì bà Bảy yên tĩnh, bà Bảy ngủ ngon, bà Bảy không có còn lo biết, mà ảnh quậy nữa. Biết rồi, nhưng mà mình có tiền mình để xây chở để lo trong nhà ha. Lo trong nhà. À. Nói thiệt mấy cháu củi không còn một ngoe, rồi bữa nay đi mua gầm tới nơi rồi bà Bảy nấu chè nấu bằng củi chứ không nấu bếp ga, mà bây giờ hết trơn rồi cạn kiệt rồi, cũng nhờ mấy cháu. Để một lát đi mua củi về ăn. Bữa 14, tối 14, tối gầm nấu chè bán chợ. Nấu chè không, bán chợ. Em thấy cái da nguyên, cái bộ phận da cổ với cái lưng đồ của anh ấy giống như là bị cái gì, da liễu gì mà nó đỏ nhiều lắm. Như bị chàm, bị gì người ta kêu gì. Nóng chàm. Anh ấy có bị ngứa không? Mấy cái chỗ đó có bị ngứa không? Chị mua thuốc chị xúc chị lắm. Hiện bây giờ này cái chỗ cái cổ mình nè, chỗ này nè có bị ngứa không? Biết không phải, biết rồi. Nó có đau gì không? Đau. Đau hả? Giống như bị da liễu rồi, nó có lên nhiều lắm. Kiểu lâu quá ảnh không có tiếp xúc được ánh nắng á.
giờ có muốn đi ra ngoài để nhịn ngoài đường không? Muốn hả? Nhưng mà anh hết bệnh chưa? Hỏi mẹ coi, hỏi mẹ anh coi chừng nào cho anh ra. Chừng nào con hết đi rồi mẹ cho con ra. Ha. Yeah. Ừ. Anh trước giờ anh có quậy gì không? Anh có quậy quọ gì không anh đi? Không biết nữa. Không biết nữa. Có cởi áo được không? Cởi áo vô quần được không? Có. Chừng nào mà không cởi áo vô quần được không cho ra. Có la mắng gì không? Có la mắng sùm, có leo trèo lên đó không? Trời ơi, leo trèo dữ lắm, la mắng dữ. Có không? Có không? Nói cho anh nghe. Sao mà anh phải leo lên đó vậy? Anh leo lên lên nóc đó làm chi vậy? Nó chặt cứng à hả? Cái gió bên trên này nó gỡ. Gió bên trên này nó gỡ nhục lập hồng ầm ầm ầm. Dạ. Cách mà ba nó còn sống. Leo vậy ai mà cho ra? Sáng nay thì anh em tụi mình quay lại đây thì thấy anh ấy bình thường, mình thấy mình cũng mừng. Nói chung thì mà khi anh em quyết định cho cũng hồi hộp lắm cho anh ấy uống thuốc á, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng mà thí dụ nó cũng nó cũng xảy ra chuyện gì cũng bà Bảy cũng phải chịu thôi, chứ mấy cháu làm phước chứ phải mấy cháu đem cái chuyện mà không tốt đem lại nói đâu, đem muốn cho nó mau hết bệnh nó êm ái chứ đâu phải được thuốc uống mà. Giống như cái trường hợp của anh Cường á, là giống như anh ý á, nếu mà cho uống thời gian mà thấy ảnh bình thường giống như 1-2 tháng ảnh không còn quậy nữa, bà Bảy dám cho ảnh ra ngoài không? Một lần cũng vậy rồi, con đường đọc. Không, giống như 2 tháng, trong vòng 2 tháng ảnh không có biểu hiện gì quậy hết, mỗi ngày vẫn uống thuốc. Nhưng như những lần tụi con lại đây nè, giống như sau thời gian này tụi con quay lại á, ảnh không có quậy gì nữa, tụi con dẫn ảnh ra ngoài rồi 7 triệu, dẫn ảnh ra ngoài chơi chút, dẫn ảnh vô kêu ngoài rồi không biết là nó ra rồi nó chịu vô không đó. Giật á, vô mà sẽ phải 3-4 người giật cái khiêm vô như con chim con heo vậy đó, nó mạnh lắm. Nghe mẹ anh nói không, nếu anh ra anh chịu vô là mẹ mới cho anh đi ra, đi ra ngoài chơi rồi chịu đi vô không anh đi? Vô. Sáng vô. Vậy tối đi đâu mà sáng vô? Tối đi chơi hả? Cái cửa sắt đá nó đạp vậy chứ, bây giờ phải mua sắt dài vậy nè, lon vậy nè. Dạ. Chứ thành ra nó làm dữ lắm chứ đâu phải ấy đâu. Ở phía sau này thì có cái cửa kéo đài lon này các chú anh chị. Kéo ra rồi nó đá một bành cửa. Sọt sắt thêm vô đặng cho nó cứng cáp lại. Hai cái song sắt. Rồi ống phá nữa. Hai cái song sắt. Anh ý có biết làm gì không? Dạ. Anh ý có biết làm gì không? Hồi đó anh làm gì á? Là xí nghiệp. Xí nghiệp anh làm công ty gì nhớ không? Lò gạch. Lò gạch hả? Dạ. Lò gạch chỗ cái... Là giác cái gạch bệnh nặng viện, lắm á. Mấy bệnh viện thành phố thôi mấy cháu. Hồi đó chỗ đó cái lò gạch đó. Chị ba cũng có mua đôi dép mới cho anh ý rồi à. Có dép mới mừng không? Dạ. Có dép mới mừng không? Mình. Móng tay móng chân của ảnh như vậy là lâu lâu cắt một ngày lần hả chị ba? Chuyện nào chị hết tóc thì chị cắt. Tóc cắt luôn. Nửa tháng thì hết tóc thì chị cắt. Chị hát bằng lưỡi lam hay ha. Ngồi đây nè. Nó chị ngồi xích ở đây chị nó ngồi đi. Chứ đâu dám mở cửa. Mấy đồ mà hết tóc. Tụi con hôm nay á đến để nán lại một đêm ở Vĩnh Long mình. Dạ. Mục đích là để cô thử là anh ý anh uống thuốc như thế nào. Dạ. Thật sự thì ngày hôm qua khi mà tụi con chia sẻ cái việc đó là cho anh ý uống thuốc á, cũng có sự tranh cãi lớn. Dạ. Nhưng mà như bà Bảy nói á, kể cả bản thân tụi con và kể cả bà Bảy cũng một mục đích cuối cùng đó là muốn cho anh phục hồi. Thật sự mà mình chứng kiến cái hình ảnh mà đã là con người với nhau á, mà ai cũng muốn được tự do đi lại hết á. Dạ. Đặc hơn nữa thì là người thân của mình mà nhốt trong cái lòng như vậy á.
cũng xót xa lắm chứ bộ. Xót xa lắm mấy cậu ơi, tôi đi chợ mà tôi thấy về thấy người nào người ta ngồi người ta uống cà phê, kẻ ăn cháo uống cà phê, còn con tôi vậy không biết chừng nào được mà thấy cái ga cũng nguy hiểm quá, vì bị đây cái đường xe gần đường lộ đó rồi nó nguy hiểm. Đêm qua là hai thái cực, anh Ý thì ngủ rất là ngon, nhưng mà bà Bảy thì lại mất ngủ vì bà mừng. Mừng. Thì chiều nay uống thêm một lần nữa và có gì theo dõi kỹ một tí ha bà Bảy. Tụi con sẽ cố gắng quay trở lại thăm anh Ý trong tuần sau anh Đạt. Vì một anh Đạt thì ở bên Đồng Tháp, con thì ở Sài Gòn. Yeah. Hai anh em đi xuống dưới này mấy tiếng đồng hồ. Yeah. Con thì trên kia xuống này cũng phải 3 tiếng. Yeah. Anh kia thì đi xe máy xuống này cũng đã 4-5 tiếng. Yeah. Thôi thì mấy anh em cũng ghé thăm bà. Yeah. Trước hết thì cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã trợ duyên cho bà cái số tiền ngày hôm qua là khoảng hơn tổng cộng là khoảng 14 triệu ha. Để cho bà mua củi nè, mấy ngày nay là bà lo âu là không có củi để nấu chè. Rồi không có củi, không có tiền mua củi nấu chè. Vậy thì vốn đâu để mua nguyên liệu để nấu chè? Vậy thì cũng ví dụ như mình trả phân nửa mình hỏi thiếu người ta. À, nghĩa là gối đầu á. Đầu. Có khi nào mình mượn nợ không? Dạ có chứ. Tại vì bán đứt vốn hoài mình cũng phải mượn xe chở chứ giờ mình không lẽ mình nghỉ. Phần lớn là những người bán buôn gánh bán bưng là hay có cái tình trạng đó là vay bạc góp. Đóng lãi hàng tháng. Thôi thì ghé thăm nè, anh Ý giờ buồn ngủ nữa hay sao ạ? Buồn ngủ nữa rồi. Ngồi dậy chơi chứ mấy anh chút xíu anh về rồi kìa. Bây giờ hỏi lại lần nữa ha. Ai đây? Phong. Phong, đó. Ai kia? Đạt. Hay ghê không? Ai đây? Chị ba. Rồi ai đây? Mẹ. Mẹ tên gì? Anh tên gì? À, Bùi Thị Thắm. Lưu Thị Thắm. Đó. Lưu Thị Thắm. Hồi xưa làm xí nghiệp. Rồi bây giờ anh làm công việc gì? Dạ. Bây giờ còn đi làm không? Không. Cũng nhận thức được hết. Cũng mừng ha. Mới gặp hôm qua một đêm. Rồi hôm nay cử nơi nhớ tên được rồi. Tuần sau em xuống thăm nha. Dạ. Ở đây có uống cà phê không? Dạ không dám cho. Không dám cho, không dám cho uống chắc cái thích ha. Không dám. Uống nước lọc, uống nước ngọt thì thôi. Uống nước lọc ngọt mà lâu lâu mới dám cho uống chứ cũng không dám cho uống, sợ nó chịu đường nữa. Rồi em, tụi em tạm biệt nha. Dạ. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn hai anh. Nói chuyện là phải bằng tay vậy nè, thấy mọi người. Dễ thương nghe không? Thôi thì hôm nay tụi mình ghé thăm bà. Cũng là mọi thứ cũng đã cảm giác là đi trong cái quỹ đạo rồi. Yeah. Cũng chúc mọi người nhiều sức khỏe. Hy vọng tuần sau hai anh em quay trở lại anh Lý khỏe mạnh hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi cũng nhờ hai cháu.